Vợ tương lai của ba cậu bị bệnh mà ông ấy làm gì vậy? Anh... Nếu anh thấy cay cú như vậy thì nắm tay chị ta rồi hai người chạy trốn đi. Chạy trốn á? Mẹ quên là mẹ định nói gì rồi hả? Mẹ không nhớ nổi là mẹ định nói gì nữa. Giờ cô làm cho bà ấy nửa tỉnh nửa mê như vậy cô thấy sao? Em xin lỗi mà. Em thực sự không cố ý. Đuổi mẹ cô với ba dượng của cô đi đi.